cô chú. Và mình lựa chọn những hàng ghế đẹp nhất để mình ngồi nhá. Có ghế tình yêu cô chú à, hai người ngồi chung một ghế. Dạ. Khi mình chơi ở Đông Kiều Suối Tiên xong là mình sẽ tiếp tục đi lên cung đường Vĩnh Hy. Cung đường này là cung đường ven biển đẹp nhất của Việt Nam. Thì khi đi cung đường này em sẽ dừng lại ở trên đỉnh điểm, là trên đỉnh đèo đó, cách với mực nước biển là 1000 mét. Đấy, thì mọi người ở đây bây giờ rồi, mình ăn cơm trưa tại bè Bình Hưng. Dạ, ở bên này thì cơm trưa là mình sẽ ra ngoài bè Bình Hưng mình ăn. Thì cơm nước bên em đã lo hết cả rồi. Và đặc biệt ở ngoài này người ta có phục vụ mình các loại hải sản. Nhưng những cái loại hải sản này, những anh em trong đội đi chơi cùng với cô chú anh chị cũng như là hướng dẫn người dân Nha Trang xin được tiếp chuyện quý cô chú anh chị tí xíu. Hiện tại chúng ta đang có mặt tại Đồng Cừu Suối Tiên của thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Đây, bên cạnh Đồng Cừu là những cánh đồng sen thơm mát. Sen trong này nhá, sen trong này là nở quanh năm. Sen trong này nở quanh năm, không giống ngoài Bắc cô chú anh chị nhá. Ngoài Bắc là sen chỉ nở có một mùa thôi, còn trong này là sen nở quanh năm, hoa nở quanh năm. Hôm nay là chuyến đi cuối cùng của bé Ngân. Bé Ngân là béo đỏ nhá. Hết ngày hôm nay là bé Ngân về lại Đồng Nai học tiếp 12. Đồng Cừu Suối Tiên. Dạ rồi, mọi người tập trung vào đây giúp em ạ. Rồi, chào gia đình nhà mình nha. Có được sờ cừu ôm cừu không? Thấy cừu tuyệt vời không? Bắt trụi lông cừu hả? Rồi. Đếm cừu sáng mai đấy. Vé này nãy vào trong con là bao nhiêu con? Vé khách lẻ đây khoảng 50.000, 60.000. Còn vé đại lý du lịch thì nó chắc chắn nó sẽ rẻ hơn ạ. Ồ, bữa nay còn có nuôi cả khỉ rồi. Nuôi cả khỉ để tham quan là rất nhiều loài động vật này. Đây có cả chuồng bồ câu này. Rất nhiều bồ câu luôn nhá. Ồ, có cả vịt luôn này. Rồi, tới cừu rồi. Dạ, chúng ta cởi mớ to muống ra, cởi ra vào trong đi em ơi. Đi vào trong đi, cương cao lên, đi vào trong. Em để thế thì nó tranh nhau ăn hết. Anh ơi. Vào trong này. Bê. Trai đẹp. Bê. Bữa nay nó chê trai đẹp luôn rồi. Đây, để cái này. Em lấy từng ít một ra thôi, lấy từng tí một ra thôi. Đó, đúng rồi, để ngang tay đó, chỉ ăn kiều thôi. À quên, chỉ ăn rau thôi. Em bỏ chai bên tranh thủ chụp, lúc em vừa cho ăn là bạn ấy sẽ vừa chụp cho gia đình nhà mình. Thế thì em phải cả đá xuống nắng cho. Ừ, đúng rồi. Rất cao. Ngân nông. Thích không em? Thích không cưng? Ôi. Ôi, thấy kiểu ăn mà thèm luôn á. Anh không chụp hình em, anh quay. Anh chuyên quay mà. Chính vụ của em là chụp hình cho khách mà. Thôi cho ăn thế thôi. Mình giờ di chuyển qua bên này đi chị ơi. Di chuyển qua bên này bớt đi. Chia bớt ra đi ạ, cho nó bớt đông ạ. Bên đây cũng có cừu này. Cừu nhiều con lắm đây này, bên này này. Mình đừng tập trung một chỗ ạ. Theo Nubita này. Đấy, Nubita cho cừu ăn, bảo hộ trang nha. Có cái mặt đẹp, mặt khuôn mặt thiên thần này. Rồi, bữa nay có hoa bằng lăng tím luôn này. Cái hoa bằng lăng tím đẹp quá trời đẹp luôn. Ê, cho cừu ăn đi. Trời ơi, nó đuổi theo này. Đuổi theo gái đẹp này.
Nó đuổi theo trai đẹp này, đi từ từ thôi, để nó đi theo. Mà trai đẹp này, trai đẹp này, trai đẹp này. Trời ơi, trai đẹp nó đến bu kìa, nó đến nó bu kìa. Nó ngửi mất giày, nó ăn mất giày á. Có chừng nó ăn mất giày á. Do khu vực đồng cừu khá là nắng cho nên là quý anh chị là cố gắng là chụp hình với cừu nhanh, xong đó là tập trung vào những cái bóng cây phượng mát như thế này, chúng ta có thể nghỉ ngơi tại chỗ, sau đó lại ra tiếp tục. Đi qua đây, qua đây, qua đây. Khéo dụ ha, khéo dụ thì kiều ha. Ui, tuyệt vời chưa này, cô chú vào vườn xoài đã được trồng xoài siêu to khổng lồ này. Chụp cho hai cô cháu tắm. À, chụp chụp máy đây, chụp cho hai cô cháu. Gần đây, gần đây, gần đây. Cười xinh rồi, sướng. Rồi, mình sẽ chuyển ra đi. Đấy, có muối luôn này kìa. Trời ơi. Ui, ui, muối. Trời ơi, muối. Đây mà nhiều mà. Này không đủ đâu anh. Ăn thưởng thức thôi, ăn thưởng thức thôi. Ăn thưởng thức thôi. Rồi, di chuyển đi, di chuyển đi. Đây, đây, cảm ơn. Chuyển đi. Rồi. Tạm biệt nào, tạm biệt đồng cừu nào. Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt các em còn lại. Tạm biệt các em còn lại. Dạ. Tạm biệt đồng cừu nhá. Hẹn lại cho mình nhá. Rồi, có hồ nước luôn này. Có sen luôn này, có thuyền luôn này. Cái thuyền độc mộc này.
mắt qua tay trái nhá là sẽ thấy biển Bình Tiên nhá. Đó, đó có các bạn kìa. Chạy thẳng là đi Vĩnh Hy. Đấy, cua trái là Bình Tiên. Đoạn này mình sẽ thấy nước biển cực kỳ trong xanh luôn nhá. Rồi, tay trái rồi, đây, tay trái rồi. Người nhìn bên tay trái nhá. Đấy. Bên tay trái đấy ạ. À? Rồi. Khu phức hợp giữa Sun Gold và nghỉ dưỡng Bình Tiên ạ. À? Sun Gold Bình Tiên. Sân gôn này thì mới. Rồi, hiện tại chúng tôi đã tới bè của Bình Hưng. Chúng tôi di chuyển lên tàu để lên cano. Vẫy tay này, cho mình vẫy tay chào nhau này. Tới Bình Hưng rồi này. Nước sôi lại, nước sôi lại. Trời ơi, nước sôi. Bếp đi à? Để em đi lên đây. Chào Bình Hưng nhá, xin chào Bình Hưng nhá. Chào Bình Hưng nhá. Chào Bình Hưng nhà mình ơi, nhà mình nhá, chào Bình Hưng nào. Chào Bình Hưng nào. Trời ơi, what the. Chào Bình Hưng nhá. Chưa, Bình Hưng xanh chưa? Xanh ngắt luôn. Dạ, di chuyển lên tàu luôn ạ. Dạ. Dạ, chào nha. Cứ chở lên tàu nha. Tình anh em đấy. Thu một người dưng đấy. Em ơi chào này. Chúng tôi di chuyển xuống tàu để chuẩn bị sang nhà bè dùng cơm trưa. Chúng ta di chuyển nhá, di chuyển trên tàu đáy kính 5 sao nhá. Và nhìn xuống dưới phía dưới là cục san hô nhá. Thôi camera chú lặn được mà, lặn được xuống biển luôn. Có tin không? Camera chú lặn được xuống biển luôn. Camera của chú bay lên trời lặn được xuống biển luôn. Rồi, mình vẫy tay chào nhau cái nào. Rồi, ok, di chuyển ra bè nhá. Rồi mọi người ngồi hết xuống chưa ạ? Vẫy tay chào bè nào, đã tới bè rồi, tới điểm ăn rồi. Rồi, rất là nhanh Hùng ơi. Bia đâu, bia đâu? 2, 3. 2, 3. 2, 3. Chúc Đình ngon miệng nhá. Em cứ nghỉ ngơi thoải mái nhá. À, hôm nay có món đặc biệt nhá, dê. Cái mắm tôm có chanh vô. Dê. Rồi, mình tạm biệt làng trai nha mình ơi. Tạm biệt làng trai nào. Tạm biệt bè Bình Hưng nào. Tạm biệt làng trai. Tạm biệt Bình Hưng nào. Bây giờ là mình ăn no rồi. Bây giờ mình sẽ đi ăn tráng miệng nhé.
Bây giờ mình sẽ xuất phát lên cung đường Vĩnh Huy. Tại đây mọi người sẽ chụp hình ở trên đỉnh đèo nhé. Đó, chụp hình ở điểm cao nhất của đỉnh đèo này là cách với mặt nước biển là 1000m. Đấy, ở đây mọi người sẽ nhìn thấy toàn bộ khu vực Bình Hưng, cái đảo mình lúc nãy mình ăn cơm đấy ạ. Đó. Tại khu vực đỉnh dốc của Bình Hưng thì chúng tôi đang tiếp tục chụp hình với những bức ảnh trông ảo nhất của khu vực đỉnh đèo Bình Hưng. Đoàn chúng tôi đã tới điểm tham quan thứ tư, đó chính là vườn nho Bé Diễm. Và chúng tôi đang xuống xe và tiếp tục vào khu vực vườn nho. Chào vườn nho nhá, chào vườn nho nhá. Dạ rồi, chào vườn nho nhá. Giờ mình xuống đi ạ. Đi thẳng qua châu luôn. Quá trời nho luôn. Trên phim thì mình chỉ xem trên phim được, đây là thực tế nhà mình nha anh chị nhá. Vườn nho cực kỳ nhiều nho luôn. Không có gì ngoài nho luôn, đây này. Cái cầm này đỡ chụp hình này. Trời ơi, đỡ chụp hình. Úi dồi ôi, nho này. Phải thật là chúng tôi chưa bao giờ. Anh ơi, có giờ anh thấy một vườn nho ăn nhiều như này không anh? Nhiều. Quá nhiều đúng không? Quá nhiều nho luôn đấy. Cảm giác của khách hàng phải nói là
chưa thấy một vườn nho mà nhiều như vậy. Đây, nho này, nho này. Đấy, nho, 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 nho. Tất cả là nho là nho. Ôi dồi ôi, nho. Nho này, nho này. Ôi dồi ôi, nho này. Nho xanh, nho chín, nho mẹ, nho con, đủ các loại nho rồi này, nho, nho. Quá trời nho luôn, nho này, nho này. Ôi dồi ôi. Anh chị lưu ý cho mình nha, không được bứt nho nha. Mình vào khu vực lễ tân kia mình xin kéo và cắt cắt nguyên cả chùm nhá, không bứt nho nhá. Xin kéo cắt nguyên cả chùm, thích chùm nào cắt chùm đấy. À, vâng. Không bứt nho nhá, bứt nho là hỏng cả chùm nho nhá. Quay lại quầy vé, quay lại quầy không mất tiền ạ, xin kéo để cắt nho này. Chị là ở trường Lắc nè hả? Ở Lắc dẻo thế. À đi đi phố ấy mẹ. Phố gì? Quán ba đúng không? Quán ba đúng không? Phố biển hả? Ngon không anh? Ngon không? Nho tươi. Nho tươi tại vườn luôn đúng không? Ăn được khác không? Đấy nhá. Ăn xong là nhà mình sẽ được phát kéo này. Cái này cắt, là cắt nguyên chùm nhá. Biết không, cắt chùm nho. Ờ, không phải cắt của em, không phải cắt của em, cắt chùm nho để kéo đây, cắt chùm nho. Cắt chùm nho. Cắt chùm gì? Cắt cho mình biết ngọt nhất rồi. Nhà mua nước này thôi. Mua cái này. Ôi, tới buồn nho mày sao không cho thưởng thức là rượu nho mày. Con này nó có con gì đó. À Nu ơi, xin rượu nho. Rượu nho. Rượu nho, khách xin rượu nho. Em cái đó là cái gì? Mật nho. Mật nho là cái này hả? Đổ vô. Cái đó mùi không? Người mùi có mùi không? À, chị người mùi đi. Hả? Rồi một người nữa lên trên này giúp em đi. Rồi anh chạy đi. Anh ơi chạy luôn em. Đây đi xe điện vào. Ủa? Tầm này mà vẫn còn sợ nắng cơ. Đây là khu vực hàng rái. Rồi điểm tham quan cuối cùng nha, chùa Từ Vân hay gọi là chùa ốc ở đây ạ, ở trong đây ạ. Thế rồi chưa đang chùa mất cái áo đâu, đang chùa mất con rồng màu vàng rất là đẹp nhá. Vâng, và đây, đây là bức tượng Phật nằm lớn nhất khu vực này. Đây, Phật nằm. Đó, bức tượng Phật nằm nhá, lớn cực lớn nhá, đây. Đó. Tượng Phật nằm cực lớn.
Hoa bằng lăng tím nha. Chào thầy. Đây, đây là khu chính điện của ngôi chùa thì chúng ta không có vào tham quan, tại vì do rất nhiều khách là mặc quần ngắn đó, áo cộc. Nhưng mà chúng ta sẽ ra khu phía sau này. Đây, khu về phía sau này, đó chính là tòa tháp Bảo Tích. Tòa tháp Bảo Tích cao 38m, được xây dựng bằng đá vôi, đá san hô. Đấy, tiếp đấy. Dạ vâng. Đấy, tòa tháp Bảo Tích đấy. Đấy. Các thầy từ đâu tới vậy? Hay còn hả? Ở trên á? Ở trên đúng không? Bơ gì đâu anh, bơ gì. Ớn ghê. Ôi xoài xoài. Ôi mô Phật xoài ngon. Mô Phật, mô Phật. Mô Phật xoài ngon. Vâng, xoài ngon. Đây, tới giờ tháp Bảo Tích rồi đây. Nếu mà có thời gian thì chúng ta sẽ đi qua bên này. Đây, lối vào xuống 18 tầng địa ngục. Đấy, phía bên kia. Đây, đây là tòa tháp Bảo Tích đây. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây rồi. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Đây, 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 đây. Tòa tháp Bảo Tích đây, đấy. Cao 39m, gồm 8 cửa ra vào. Đây, 8 cửa ra vào. Đấy, 8 cửa ra vào. Được xây dựng bằng hoàn toàn là đá vôi, đá san hô và bò ốc. Bây giờ mình sẽ vào bên trong và cho các bạn xem kiến trúc ở phía bên trong nhá. Đấy. Đây, 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 đây. Đấy. Đấy. Ở ngoài có ghi này. Tháp Bảo Tích nhá. Đấy. Ok chưa? Rồi bây giờ mình sẽ vào bên trong nhá. Trước khi vào bên trong này các bạn bỏ giày dép ở phía ngoài nhá và đi chân trần vào nhá để tỏ lòng thành kính nhá. Đây. Mình sẽ vào trong để các bạn xem nhá. Ok. Đây, đấy. Đó. Đó. Ốc này, đấy, thấy chưa? Bộ ốc, vỏ sò và san hô này. Đây, trên trần nhà này, cũng vậy này. Đây, đấy. Bộ ốc, vỏ sò và san hô này. Rồi phía sau đây là những tiểu cảnh nhỏ này. Đây này, phía sau này nhá. Đây. Phía sau hồi nãy mình chỉ cho các bạn tham quan con đường 18 tầng ngục á, thì các bạn đi lòng vòng rồi các bạn sẽ ra vào đây. Đây. Đây là cửa ra, còn cửa lại là cửa vào. Đây. Đó, đây là khu vực vườn địa đàng này, đấy. Và đặc biệt ở đây có một loại hoa rất chi là đặc biệt đây. Hoa rơ cửa Phật, đây chính là hoa Phật thủ nha các bạn nhá. Hoa Phật thủ, đấy. Hoa Phật thủ. Đấy. Đây, nó giống như là một cái đài sen của các vị Quan Âm Bồ Tát là hay ngồi ở đây. Đấy, thấy chưa? Gọi là hoa Phật thủ. Đó, này. Như vậy là chúng ta đã kết thúc 5 điểm tham quan. Buổi sáng nay chúng ta đã đi Đồng Cưu. Buổi trưa chúng ta ăn cơm ở bè của Bình Hưng. Sau đó là chúng ta để tới vườn nho Ninh Thuận. Kế tiếp là khu vực Hang Rái. Và điểm cuối cùng đó chính là chùa Từ Vân, hoặc còn gọi là chùa Ốc.
chúng tôi kết thúc điểm tham quan cuối cùng vào khoảng 16:30 cùng ngày. Rồi các bạn có thể xem lại video trên kênh Nha Trang Trong Tôi. Và các bạn muốn đặt tour, liên hệ tour thì các bạn có thể liên hệ số điện thoại của bên mình 0902 000 587, được tư vấn báo giá và thực hiện chuyến đi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nha Trang Trong Tôi, mến chào cả nhà. Đúng rồi. Đây ạ, thấy không ạ? Cái trái màu đỏ đỏ đấy ạ. Cái trái này ăn vị giống như trái thanh long á, nhưng mà nó ngọt hơn và vị nó ngọt ngọt chua chua hay lắm ạ.